sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao vây. Hôm nay tu một ngày chùa hoàng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ Phong Ba, chùa hoàng pháp nguy nga, một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Tu một ngày còn vượt thoát nghiệp dày, mở vòng tay nhân ái kiến bạn xin từ đây. Hôm nay tu một ngày cuộc đời bóng đôi thay, một ngày vui biết mấy hương lòng ngào ngạt bay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2008, nhân dịp ngày tu niệm Phật, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Thường, trụ trì chùa Vạn Hạnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 6.000 quý nam nữ Phật tử đã có mặt cùng tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay Đại Đức Thích Trí Thường đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học mà quý Phật tử đã gửi câu hỏi về cho ban tổ chức. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau, mời đại chúng lắng nghe. Kính bạch chư tôn đức, con là một Phật tử bắt đầu học Phật Pháp. Mỗi khi về chùa lạy Phật, con thường thấy trên bàn thờ Phật tại các chùa thường có cúng hoa quả, nhang đèn, nước trong. Vậy xin cho con được biết ý nghĩa của việc thờ cúng những vật phẩm nêu trên là gì? Là Phật tử tại gia muốn thiết bàn Phật để thờ thì chúng con nên thờ Phật nào? Nên thờ tượng hay là hình ảnh? Cách bày trí trên bàn thờ như thế nào? Trước đây khi chưa biết đạo, chúng con có thờ Quan Công, Thần Tài, Địa Mẫu, Mẹ Sinh, Mẹ Độ. Nay con đã quy y Tam Bảo rồi, có nên thờ những vị đó nữa hay không? Trường hợp không thờ thì nên đem đi đâu và có tội hay không? Vâng, với câu hỏi này, chúng con xin được thay mặt toàn thể hội chúng xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ chỉ dạy để chúng con hiểu rõ và thực hành cho đúng chánh pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch
Thượng tọa trụ trì chùa Bằng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay tôi có cái duyên lành đến đây để chia sẻ toàn thể đạo tràng những điều thắc mắc của quý vị trong khóa tu một ngày. Có lẽ câu hỏi này là một Phật tử mới bắt đầu về chùa và mới bắt đầu thờ Phật, thì để trước khi trả lời câu hỏi này, đã là một Phật tử trong đạo tràng này, chúng ta ở nhà chúng ta có người nào chưa có cái bàn thờ Phật không ạ? Như vậy là dĩ nhiên trong đạo tràng này và các Phật tử ở nhà chúng ta mỗi người đều có thờ bàn thờ Phật. Không chỉ là Phật tử, không chỉ là chốn tòng lâm chùa chiền mới thờ Phật, mà những năm gần đây cả thế giới họ đều quay về Đức Phật. Vì sao như vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, khai mở ra cái sự thật của cuộc đời. Ngài đã mở ra cái màn bí mật của cuộc đời. Ngài khai ngộ cho tất cả mọi người thấy rằng cái sự thật của cuộc đời là tất cả chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo. Dù Phật có ra đời hay không có ra đời, sự thật đó cũng hiện hữu trên thế gian này. Dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chưa ra đời, thế giới cực lạc ở bên Tây Phương vẫn hiện hữu. Từ khi Ngài ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta thế giới Tây Phương cực lạc và cái con đường mà cái hành trang chúng ta đi đến cực lạc. Và gần đây chiến tranh bùng nổ, thế giới ngày xưa người ta giải quyết vấn đề thù hận, vấn đề chiến tranh bằng binh khí, bằng võ nghệ. Nhưng mà những năm gần đây khoa học phát triển, chiến tranh hạt nhân, chỉ cần có người chỉ giải quyết cái sự mâu thuẫn, sự xung đột thì họ giải quyết bằng cái vũ khí hạt nhân. Chính vì để giải quyết cái sự xung đột, sự sân hận đó, mà có khả năng chỉ còn một giây phút sân hận và sự chấp ngã đó, thì người ta chỉ cần nhấn nút thì cả trái đất này sẽ bị băng hội. Chính vì lẽ đó mà các nhà lãnh đạo trên thế giới họ họp lại để giải quyết vấn đề xung đột đó, để giải quyết vấn đề an sinh cho nhân loại. Thì ai là người có thể đại diện để nói lên tiếng nói của từ bi, yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng sự sống? Thì chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là người đại diện, người có trái tim từ bi và người có một cái trái tim nhân hậu nhất của nhân loại và một người có thật. Thì chúng ta thờ Phật là chúng ta tri ân Phật. Chúng ta thờ cái giá trị đạo đức của Phật, thờ những đức hạnh cao siêu tuyệt vời mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta có. Khi mà tri ân, không chỉ ngẫu nhiên chúng ta tri ân, mà ngày xưa Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày đắc đạo, điều gì Ngài làm trước thưa quý vị? Không phải Ngài đắc đạo rồi Ngài nhớ tới cha mẹ, dòng tộc, Ngài đi thẳng về hoàng cung để mà báo ơn cho vua Thịnh Vạn và cả hàng 6 vạn quyến thuộc của Ngài. Không phải như vậy thưa quý vị. Mà điều đầu tiên Ngài chứng ngộ, Ngài rời khỏi cây Bồ Đề và đứng nhìn chầm chầm trên cái cây Bồ Đề và cái tọa Bồ Đề tòa của Ngài. Và Ngài tri ơn trong 7 ngày.
Thì chúng ta ngày hôm nay có được một cái đạo tràng trang nghiêm như thế này, chúng ta có được một cái đường đi rất là vững chãi và cái lộ trình để đến cái chỗ an vui tối thắng, thì chúng ta sẽ tri ân ai thưa quý vị? Dạ, tri ân chùa Hoằng Pháp, thầy trụ trì và tăng chúng. Thì khi mà chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta thờ Phật, như vậy Đức Phật ngài có ăn không thưa quý vị? Mà chúng ta phải thờ hoa quả, rồi lư hương, rồi đèn, rồi nước trong. Cái vấn đề mà Đức Phật ngài là một bậc đạo sư, là một người giàu tình thương, ngài muốn cho chúng ta được giác ngộ và giải thoát, thì chúng ta làm như thế nào để mà Đức Phật vui đây? Thì chúng ta thờ, thì cái ý nghĩa là chúng ta thờ thì phải có cái ý nghĩa để mà nó đem lại cái sự an bình, thanh bình trong cái tâm của mình. Thì chúng ta phải thờ hoa. Cúng Phật là cúng hoa. Thường thường á, thì hoa là chúng ta phải dùng hoa tươi, hoa đẹp. Các vị Phật tử cứ nghĩ rằng mình cúng hoa là để cho nó có cái quả báo sau này mình đẹp như hoa. Cái đó là nó chỉ là cái phước hữu lậu thôi thưa quý vị. Tất nhiên nó cũng có phước, nhưng mà cái phước đó nó chỉ là cái phước hữu lậu. Cái hoa thưa quý vị, hoa nó có từ đâu? Nó mọc từ đâu? Hoa nó mọc từ đất, nó mọc từ bùn, nó mọc từ những dũng sình, và nó mọc từ rác, có khi nó mọc từ phân. Nhưng mà khi mà nó biểu hiện lên cái màu sắc rất là đẹp, cái mùi hoa hương rất là thơm, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta ở trong một ngôi nhà cảnh ta bà, trong cái nhà lửa tam giới, trong một ngôi nhà đầy phiền não, chúng ta tự ngôi lên, chúng ta sẽ biểu hiện là đầy đủ cái màu sắc cũng giống như hoa, đầy đủ mùi hương thơm cũng giống như mùi hoa. Như vậy thì chúng ta mới thật sự là cúng dường cho Phật. Quý vị biết trong đất nó có màu trắng của hoa cúc không? Nó có màu hồng của hoa hồng không? Hay là nó có màu hồng của hoa sen không? Nó không có. Nhưng mà khi mà từ đất mọc lên cây hoa thì nó có đầy đủ màu sắc. Thì cái cảnh giới chúng ta đang sống trong ngôi nhà phiền não thì nó không có sự an lạc. Nếu mà chúng ta nỗ lực như hoa, như các cái cây hoa, nỗ lực hút phân, nỗ lực tiếp thu ánh sáng mặt trời, quang hợp, thì chúng ta sẽ có cái hoa, hoa nó sẽ ra hoa. Thì quý vị đây cũng vậy, chúng ta bằng cách có một sợi dây là niệm, chúng ta ráng cầm nắm sợi dây niệm. Cái đối tượng mà cái cột để mà chúng ta niệm là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta dùng cái nỗ lực hàng ngày hàng đêm chúng ta niệm, thì chúng ta sẽ ngôi lên, chúng ta sẽ ngôi lên, chúng ta sẽ có được hạnh phúc, chúng ta sẽ có được giác ngộ cũng giống như hoa. Thì chúng ta đem cái lòng thành kính đó, đem cái sự nỗ lực đó cúng dường cho Phật, đó mới thiệt là chúng ta cúng dường hoa cho Phật. Thì cúng dường hoa chúng ta sẽ có an lạc, chúng ta sẽ có hạnh phúc trong cuộc đời này. Đó là cúng dường hoa. Còn quả là như thế nào? Thường thường quả là chúng ta cúng dường cho Phật thì chúng ta phải lựa những cái quả tốt, quả tươi. Có ai cúng quả héo cho Phật không thưa quý vị? Thì cái quả đây để chỉ cho cái quả vị, cái thành quả đạt được của mình. Ở trong thiền môn có cái câu như thế này: ngũ canh dị đáo pháp môn khai, trí bạch đồng đăng bát nhã thuyền, niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn, công thành quả mãn bái Như Lai. Cái quả chính là chúng ta, cái thành quả chúng ta đạt được, niệm Phật nhất tâm
vô gián đoạn. Niệm mà mức độ nhất tâm không có gián cái đoạn thì công thành quả mãn bái Như Lai. Cái quả đó nó được viên mãn, nó được tròn đầy. Cái quả đó là cái thành quả đạt được. Mà trong quả có gì quý vị biết không? Trong quả nó có cái hộp. Cái hộp đó là hộp giống, nó sẽ vĩnh viễn và nó sẽ tiếp nối, nó bất sanh bất diệt. Cái quả đó là cái quả bất sanh bất diệt. Quý vị đã được vãng sanh, quý vị đã có được tịnh độ, thì lúc bây giờ quý vị không già, không chết, không dời đi đâu. Thì cái quả đó nó thẩm định được cái nhân cách, cái tuyệt đối, cái lối tu của mình, cái đạo hạnh của mình, thì cái kết quả nó đạt được. Thì mình đem cái quả đó lên, mình dâng cúng cho Phật. Đó là mới thiệt là chúng ta cúng quả. Cái quả đó là quả gì? Quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả A-la-hán. Thì mới gọi là cái quả nó không bao giờ bị mất đi. Những người chứng quả dự lưu thì họ có giải đãi cách nào đi nữa, bảy kiếp sau họ cũng đi vô vào quả vị A-la-hán ngồi. Khi mà họ thấy được đạo, họ chứng được dự lưu, thì các cái đường ác đạo nó sẽ ngăn lấp, và nó chỉ có một cái khuynh hướng là xuôi về Niết Bàn, xuôi về tịnh độ, hướng về Niết Bàn, hướng về tịnh độ. Chỉ có một đường duy nhất như vậy thôi mới gọi là quả. Còn nếu mà một con người bình thường, chúng ta mang được thân người tạo ác, thì cái nhân đó nó sẽ đi đâu thưa quý vị? Nó sẽ đi xuống cái cảnh đọa xứ ác thú và địa ngục. Như vậy cái quả người, cái hộp của người, mà tại sao lại sanh xuống các cái lục đạo, thì đó không phải là quả. Cái quả bao giờ chúng ta phải thấy được thật tướng của các pháp, danh hiệu Phật đi vào trong tâm của mình, mình có được nhất tâm, đó mới gọi là quả. Thì đây là một điều nhắc nhở cho tất cả chúng ta phải cố gắng niệm Phật, nhất tâm vô gián đoạn, công thành quả mãn bái Như Lai. Đó là quả. Còn hương là gì thưa quý vị? Hương thì mỗi khi mình niệm hương, quý thầy niệm hương quý vị biết không? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Hương đó là cái hương giới. Giới có nghĩa là gì? Giới có nghĩa là tự tâm của mình không sân hận, không tật đố, không ganh tị, không sai quấy. Đó là hương giới. Mình đem cái hương đó cúng dường cho Phật. Còn hương định là gì? Hương định là tự tâm của mình nó không có bị loạn động. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhất tâm niệm Phật thì tâm của mình nó đi vào trạng thái nhất tâm. Khi mà nhất tâm có nghĩa là chúng ta định, mà định có nghĩa là đem cái định đó mà thắp lên cho Phật, cúng dường cho Phật. Đó là cái hình thức cúng dường thực tế nhất. Còn tuệ là gì? Tuệ là thường sáng, thường rõ biết, thường soi sáng, biết đâu là phải, biết đâu là quấy. Dĩ nhiên tất cả các vị ở đây là người đã có tuệ, nhận chân được ngôi chùa Hoằng Pháp là ngôi chùa phát triển tâm linh, là ngôi chùa chỉ cho mình một cái lối đi đến tịnh độ, là mình đã nhận chân được. Đó là mình có khai mở một ít tuệ giác. Thì ngay quý vị ngồi đây là quý vị cũng đã có thắp hương cho Phật rồi. Cái hương đó là hương tuệ giác, soi sáng mọi vấn đề, soi sáng biết phải biết quấy, biết điều gì nên làm, biết điều gì không nên làm. Đó gọi là tuệ. Còn giải thoát hương là gì? Giải thoát hương là cái tâm của mình không nên để nó dính mắc cả thiện ác phải quấy. Cái tâm của mình nó không bị cột trói bởi gì? Bởi tiền tài, bởi sắc đẹp,
bởi danh vọng, bởi địa vị, bởi ăn ngon, bởi ngủ kỹ. Cái tâm của mình để cho nó thoải mái ra, nó an lạc ra. Cái tâm của mình nó không dính mắc bất kỳ một cái gì mà chúng ta tham đắm, thì chúng ta đem cái ngọn hương đó mà cúng dường cho Phật. Đó là mức thực tế chúng ta cúng dường cho Phật. Còn giải thoát tri kiến hương là gì? Thưa quý vị, giải thoát là tự tâm mình đã không dính mắc. Nhưng mà tại sao giải thoát tri kiến hương? Mặc dù chúng ta học rộng, mặc dù chúng ta có bằng cấp cao, mặc dù chúng ta thông suốt cái lý của Phật, chúng ta có thể thuộc 12 phần giáo điển của Phật, nhưng mà tự tâm của mình không bị cột trói là ta thuộc, ta hiểu, ta biết, còn người khác không thuộc, không hiểu, không biết. Mặc dù chúng ta đạt được một cái trạng thái là tối thắng đi nữa, chúng ta vẫn thấy một điều là rỗng rang, thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, không bị dính mắc. Thì chúng ta đem cái cây hương đó nguyện và cúng dường cho Phật. Đó là chúng ta đang cúng dường cho Phật về ngũ phần pháp thân hương. Còn đèn là gì? Đèn là chúng ta, nó chỉ cho cái sự soi sáng. Thường thường ngọn đèn trên bàn Phật nó không bao giờ tắt, thưa quý vị. Cho nên cái tâm của mình phải để cho nó giác tỉnh, phải để cho nó sáng ra và nó soi sáng. Cho nên có câu là nhất đăng năng diệt thiên niên ám, nhất trí năng diệt vạn niên ngu. Một ngọn đèn có thể soi sáng, có thể phá tan cái bóng tối cả hàng vạn năm. Quý vị có đồng ý không? Một ngọn đèn, cái chỗ đó nó u tối cả hàng vạn năm, nhưng mà ngọn đèn đưa đến thì nó có thể diệt cái bóng tối đó cả hàng vạn năm. Nó chỉ có cái ánh sáng mà thôi. Còn nhất trí năng diệt vạn niên ngu. Chúng ta từ bao đời sanh tử luân hồi, qua xấu nẻo, ngày hôm nay chúng ta may mắn được làm người và gặp được Phật Pháp, thì chúng ta có một cái niệm trí và chúng ta có một cái lộ trình để đi đến chỗ giác ngộ, chỗ giải thoát, an lạc, niết bàn. Thì chúng ta lấy cái ngọn đèn đó, lấy cái sự rõ biết đó mà cúng dường cho Phật. Đó là chúng ta mới thực sự cúng dường cho Phật. Rồi chúng ta cúng dường cái gì nữa? Trên bàn Phật có năm thứ: nước trong. Cúng dường cho Phật, tại sao người ta không dùng nước trà, không dùng các cái loại mà thức ăn thức uống, mà phải cúng dường bằng nước trong? Nước trong đó là nhắc nhở cho chúng ta. Nước trong quý vị biết ở đâu không? Quý vị đọc kinh Di Đà đó: hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Bên xứ Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy cái ao thất bảo. Ở trong ao đó nó có là cái nước gọi là nước bát công đức thủy. Chúng ta thường thường cúng linh, chúng ta cúng nước gì thưa quý vị? Cúng linh, trong các cái bài kệ cúng linh: dương tử giang tâm thủy, mông sơn đảnh thượng trà. Lấy cái nước từ giữa lòng sông dương tử đem pha trà để cúng linh. Đó là tỏ cái lòng tri ân đối với những người quá cố. Nhưng mà chúng ta cúng Phật thì chúng ta phải lấy nước ở đâu? Không lẽ lấy nước dương tử giang tâm thủy? Không phải như vậy đâu thưa quý vị. Phải chúng ta nguyện làm sao chúng ta đến cái xứ Tây Phương Cực Lạc, đi vô cái ao liên trì, cái ao thất bảo đó, lấy nước bát công đức thủy đó để cúng cho Phật. Thì nước bát công đức thủy này ở trong kinh Di Lặc Đại Thành Phật có cách nghĩa là bát công đức thủy là như thế này nè thưa quý vị. Nó có 8 đặc tính, đó là lặng trong,
sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát và nuôi lớn căn lành. Cái nước bát công đức thủy đó, nếu mà chúng ta soi lại cái tự tánh của mình, thì đó là một bài pháp mà khiến cho chúng ta phải nhắc nhở cho chúng ta là hãy là những giọt nước trong, hãy là cái sự thanh tịnh, cái sự màu nhiệm đó. Và cái nguyện đó, nguyện về để mà lấy được cái nước bát công đó, đức thủy đó, để cúng dường cho Phật, thì đó là cái ý nghĩa của nước trong. Như vậy thì trên cái bằng Phật của mình thì chúng ta đã có đầy đủ cái cúng dường cho Phật. Thì nếu mà chúng ta cúng dường bằng cách đó thì chúng ta sẽ có được một cái chiều hướng, sẽ đến cái chỗ an vui và hạnh phúc. Quý vị đồng ý không? Bây giờ là người Phật tử muốn thiết bàn thờ Phật thì chúng con phải thờ Phật nào? Thì câu hỏi này một vị Phật tử nào đó chưa thờ Phật, bây giờ muốn thờ Phật phải thờ Phật nào? Các đức Phật, mười phương chư Phật đều có mười danh hiệu: Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Và đều có mười Như Lai lực, có mười lực, có bốn vô sở ý, có tứ vô lượng tâm, có 18 pháp bất cộng, có tam minh, có lục thâm. Tất cả mười phương chư Phật đều có những đặc tính như nhau. Do đó mà chúng ta có duyên thì chúng ta tri ân Đức Phật Di Đà, tri ân Đức Phật Thích Ca, Ngài đã chỉ cho ta một cái đường lối để với đến với Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta thờ Phật Thích Ca, chúng ta thờ Phật Di Đà. Có người có duyên với Ngài Quan Âm Bồ Tát, tại vì Ngài Quan Âm Bồ Tát đó, cũng quá khứ chánh pháp minh vương Như Lai, Ngài cũng là một Đức Phật. Hiện tại Quan Thế Âm, Ngài thị hiện Quan Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Thì do đó mà chúng ta thờ Phật thì chúng ta thờ Phật. Đã thờ Phật thì chúng ta thờ Phật nào cũng được, nhưng mà chúng ta có cảm tình với Đức Phật A-di-đà thì chúng ta thờ Đức Phật A-di-đà, thờ Đức Phật Thích Ca. Miễn mà chúng ta thờ Phật là đủ rồi. Còn thờ tượng hay là thờ hình ảnh thì nó tùy theo cái bối cảnh của gia đình mình nữa. Theo cái bàn thờ của mình có khả năng mình trang trí Đức Phật bằng cái tấm lòng của mình. Miễn sao mà thấy trang nghiêm, thấy mình có thể dễ làm cho mình an lạc, dễ làm cho mình thoải mái, dễ làm cho mình vui vẻ, thì cái bàn thờ Phật đó thì chúng ta phải thờ theo cái cách đó, chứ không nhất thiết phải là tượng hay là hình. Quý vị đồng ý không? Và cách thờ, cách trang trí bàn thờ Phật như thế nào thì bây giờ chúng ta muốn biết thì cứ đi thẳng lên chánh điện chùa Bằng Pháp mà thấy là cái cách thờ như vậy là đúng đó. Đức Phật chính giữa, ngọn đèn là chính giữa, lư hương đã chính giữa, rồi bóng, rồi trái. Thì trên bàn thờ Phật của mình tối thiểu cũng phải đủ năm thứ mà chúng ta đã vừa trình bày với toàn thể đạo tràng. Và câu tiếp theo nữa là: trước đây khi chưa biết đạo, chúng con có thờ ông Quan Công, thần tài, địa mẫu, mẹ sanh mẹ độ. Nay chúng con quy y Tam Bảo rồi, có nên thờ những vị đó nữa không? Thì quý vị đã biết ông Quan Công là cái thời Tam Quốc là một trong bốn vị tướng tài gọi là tứ hùng ở đất Thục, được là đất Thục, Ngụy và Đông Ngô. Tam Quốc chia làm ba nước, ông Quan Công là một vị tướng tài. Nhưng mà ở bên Trung Quốc người ta thờ ông Quan Công là thờ cái gì thưa quý vị? Thờ cái dũng khí, cái sự trung thành và cái tánh quân tử của ông, chứ không phải thờ
cái uống rượu, cái ăn thịt, cái giết người như rạ của ông Quan Công. Như vậy thì chúng ta, từ khi chúng ta quy y Phật rồi, thì tất cả những đặc tính của Đức Phật, thì ông Quan Công, so với ông Quan Công quý vị thấy như thế nào? Chỉ những cái tính như trung thành, ông Quan Công trung với Lưu Bị. Nhưng mà Đức Phật của ta trung với sự thật, trung với chân lý, và tuyên bố sự thật, tuyên bố chân lý, những điều gì lợi ích cho mọi người, trung với chân lý, thì chúng ta thấy chúng ta có hạnh phúc không, thưa quý vị? Còn thần tài, đây là một biểu tượng của cái sự tiền tài nó đến với ta. Đối với Đức Phật, Ngài đã bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, Ngài bỏ tất cả những quyền quy, những danh lợi của cuộc đời, đem lại cho chúng ta một gia tài pháp bảo vô giá. Chính cái gia tài pháp bảo vô giá đó mà chúng ta thâm nhập, nó mới chứa muôn ngàn cái công đức. Nó chứa muôn ngàn cái công đức lành đến với mình. Như vậy thì trong đó đã có tài đến với ta rồi. Thì địa mẫu là tượng trưng cho cái tâm địa của mình. Mẹ sanh là chỉ cho cái người sanh ra ta, nuôi lớn giới thân huệ mạng. Và mẹ độ là chỉ cho cái sự độ trì cho mình. Mà quý vị biết không, Đức Phật Ngài đã là một người toàn tri, toàn giác. Tất cả những cái đặc tính, chúng ta phải có cái nhìn, cái con mắt của tịnh độ, để mà nhìn, quán chiếu. Quán chiếu năm vị này chúng ta có nên thờ nữa hay không? Thì chúng ta nên năm vị này, những đức tính mà đặc biệt chúng ta cảm thấy ái mộ, khâm phục, thì ngay Đức Phật đã có hết rồi, thưa quý vị. Cũng giống như trăm dòng sông nó đổ ra ngoài biển cả, thì nước tất cả các con sông mà đi về biển cả thì nó chỉ có một tên duy nhất là gì? Đại dương mà thôi. Thì chúng ta thờ Phật là đủ rồi. Chúng ta thờ Phật, nếu mà chúng ta có một chút gì tri ơn những cái vị đó, thì ngay Đức Phật cũng cả đã đủ rồi. Do đó mà Phật tử chúng ta không nên thờ, bởi vì chúng ta thờ Phật là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta thờ Phật thì nó được trang nghiêm, cái bàn thờ Phật nó được trang nghiêm, nó được thanh tịnh, thì nó dễ làm cho chúng ta được nhất tâm. Thì những người bạn đã lỡ thờ rồi thì mình đem đi đâu? Trong này một Phật tử có hỏi. Thì chúng ta bằng cách đi hỏa táng, hoặc là gì? Thổ táng, hoặc là gì? Hoặc là thủy táng. Đó là tùy với chúng ta. Thì trong cái tâm của mình đâu có khinh bỉ ai đâu mà tội lỗi, thưa quý vị. Trong cái tâm của mình lúc nào mình cũng nhìn với con mắt của tịnh độ, nhìn con mắt của Phật Pháp, thì mình thấy tất cả những cái gì nó đem lại cho thanh tịnh cho cái tâm của mình, đem lại nó nuôi lớn thiện pháp, đưa đến sự thắng trí, giác ngộ, niết bàn, đó thì chúng ta nên hành trì. Vâng ạ, chúng con thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Còn bây giờ kính mời đại chúng cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Kính bạch quý thầy, mỗi khi có cơ hội đến chùa tham dự các khóa lễ, con thường thấy các thầy cô khi tụng kinh thường sử dụng chuông mõ. Xin cho biết ý nghĩa của chuông mõ. Đối với người Phật tử tại gia như chúng con, lúc tụng kinh ở nhà có cần sử dụng chuông mõ hay không? Kính thưa đại chúng, để hiểu rõ về vấn đề này, mời đại chúng lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa đại chúng, câu hỏi này một vị Phật tử hỏi cái chuông và mõ và ý nghĩa của chuông mõ. Có lẽ là vị Phật tử này hỏi cái chuông đó là cái chuông gia trì, cái chuông mà chúng ta thường để trên bàn Phật để đánh mỗi khi tụng kinh. Nhưng mà trong thực tế chuông nó có ba loại chuông, thưa quý vị.
Đại hồng chung là cái chuông lớn, cái bảo chúng chuông là cái chuông mà chúng ta thường dẫn thỉnh đi đó. Và cái chuông thứ ba là quả chuông gia trì. Ở trong truyện Cảm Thông có chép rằng Đức Phật Câu Lưu Tôn tại tu viện Tu Đa La xứ Càng Trúc, Ngài đã có tạo ra một cái quả chuông bằng đá xanh. Quý vị biết Đức Phật Câu Lưu Tôn thì cách đây mình phải không thể nào tính cái thời gian được rồi, thưa quý vị, rất xa xưa mà Ngài đã tạo ra một cái đá, cái quả chuông bằng đá xanh. Và Ngài đánh lên cái lúc mà mặt trời vừa mọc thì Ngài tấu cái chuông đó lên, kích cái chuông đó lên. Và nhân cơ hội đó Đức Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân có nghĩa là thuyết pháp đó, thưa quý vị. Thì lúc bây giờ cứ sáng sớm mặt trời vừa mọc thì tiếng chuông đó được kích lên, rồi Đức Phật giảng pháp màu. Thì thời đó người nghe pháp đắc đạo vô số kể. Và tiếp theo sau đó, cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật cũng đã dùng cái tiếng chuông đó mà dạy cái giáo lý là nhĩ căn viên thông ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì như vậy cái chuông nó đã có từ thời của Đức Phật rồi, thưa quý vị. Cái tiếng chuông quý vị mà hỏi đây á, là hỏi về cái chuông gia trì. Cái chuông mà mình đánh lên để mà mình tụng kinh, thì cái ý nghĩa cái tiếng chuông đó là gì? Cái ý nghĩa tiếng chuông đó là giúp cho mình thức tỉnh. Và cái ý nghĩa là giúp cho cái đạo tràng nó trang nghiêm. Như ví dụ cái đạo tràng mấy ngàn người như thế này, khi tiếng chuông được gõ lên thì tiếng chuông đó nó lan tỏa đi vào trong tâm thức của mọi người, thì chúng ta bắt đầu mới lạy xuống, thì cái đạo tràng nó như thế nào, nó đẹp. Thì cái tiếng chuông này nó giúp cho chúng ta tỉnh thức và giúp cho cái đạo tràng của chúng ta được trang nghiêm mà thanh tịnh. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Còn cái ý nghĩa mà cái đại hồng chung thì cái thời giờ chúng ta cũng có hạn hẹp, cho nên tôi chỉ trả lời cái chuông bấy nhiêu đó thôi. Và tiếp theo là mõ. Mõ là trong sắc tứ thanh huy pháp khí và chương mộc ngư có lời tương truyền rằng cái loài cá nó không bao giờ ngủ, thưa quý vị. Quý vị có kinh nghiệm cái đó chưa? Loài cá dao động ở dưới nước không bao giờ ngủ. Do đó mà trên cái mõ có khắc hình con cá. Quý vị chỉ thấy cái mỏ hình bầu dục thôi, phải không? Quý vị đã từng thấy cái mỏ mà dài mà có hình con cá chưa, thưa quý vị? Chắc đạo tràng này chưa thấy. Cái mỏ đó là kêu là cái mỏ để mà treo trong các cái giảng đường, các cái tăng xá. Và một cái loại mỏ nữa là hình bầu dục như chúng ta thường sử dụng. Có lẽ Phật tử vừa hỏi là có lẽ cái mỏ hình bầu dục. Thì sách Chính Ngôn đời nhà Đường có một vị bạch y đến hỏi một vị trưởng lão. Một vị trưởng lão ở nước Thiên Trúc: tại sao các tăng xá, các giảng đường, chánh điện đều có cái mỏ? Thì vị trưởng lão đó mới trả lời là vì để muốn cảnh tỉnh, muốn thức tỉnh tăng chúng. Thì cái người bạch y đó mới hỏi tiếp một câu nữa: tại sao trên cái mỏ nó có hình con cá? Thì vị trưởng lão đó không trả lời được. Thì cái người bạch y đó mới tới hỏi Ngài Ngô Biện. Ngài Ngô Biện trả lời: bởi vì con cá nó không bao giờ ngủ, cho nên được khắc trên mỏ để cảnh tỉnh, để thức tỉnh người tu. Chúng ta hãy luôn luôn lúc nào cũng giác tỉnh, cũng tỉnh giác trong mọi hành động. Bởi vì sanh tử là việc lớn, vô thường là mấu chấm. Để nhắc nhở cái cơn vô thường
nó sẽ đến, nó cướp lấy thân thể chúng ta không biết ngày nào. Do đó mà cảnh tỉnh tâm của mình lúc nào cũng được giác tỉnh, thường biết, rõ ràng. Ý nghĩa của chuông mở là như vậy. Còn khi mà chúng ta một ý nữa, khi mà tiếng mõ lên chùa với một cái đạo tràng lớn như thế này, thì cái chuông mõ, cái mõ nó giúp cho cái tụng kinh trong cái đạo tràng chúng ta lúc tụng kinh được nhịp nhàng, giúp cho tất cả những hành giả đi vào cái con đường duy nhất, đó là lắng nghe lời kinh tiếng kệ, nó không có bị lộn xộn. Cho nên nó là người đánh mõ đó, gọi là người gì mấy vị biết không? Duyệt chúng, là làm đẹp lòng chúng. Nghĩa là đánh tiếng mõ lên im ả nhẹ nhàng mà tất cả đại chúng đều được nhất tâm. Cho nên cái ý nghĩa chuông mõ là giúp cho chúng ta mau được nhất tâm. Thì đó là một đạo tràng lớn. Còn vị Phật tử hỏi, nếu mà như vậy thì đối với Phật tử tại gia chúng con, lúc tụng kinh ở nhà có nên dùng đến chuông mõ không? Quý vị thấy sao? Có nên dùng chuông mõ không? Chuông mõ nó đối với đại tòng lâm, đối với chùa chiền, đó là một thiền môn quy củ. Còn đối với nhà của chúng ta, cái gia cảnh của chúng ta, thì ta phải nhìn lại cái gia đình của mình, nó có phù hợp cho mình để cái chuông cái mõ tụng kinh ngày đêm hay không. Cho nên chúng ta là người tu Phật, chúng ta muốn giữ gìn cái giường mối, muốn làm cho Phật Pháp được bất diệt, muốn làm cho Phật Pháp được trường tồn, thì chúng ta phải hành trí tuệ. Nếu mà chúng ta dùng cái pháp khí nhà chùa để đem về nhà, chúng ta gõ mõ tụng kinh, mà chúng ta cái tâm của mình nó không có được thánh thiện, cái tâm của mình nó cấu ế, thậm chí cái tâm của mình nó thua những người bình thường, thì chúng ta dùng đó cũng giống như một cái trò hề đối với mọi người thôi. Do đó mà chúng ta chuông mõ nó phải phù hợp với cái trú xứ, với cái gia cảnh của mình, với cái hoàn cảnh của mình. Vấn đề chuông mõ có ở nhà, quý vị tụng kinh chuông mõ cũng được, mà không dùng chuông mõ cũng được. Cái quan trọng của mình là sao? Là mình được nhất tâm, mình được thấu hiểu cái chánh pháp. Và điều quan trọng nữa là mình tự thanh lọc cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó được thánh thiện, cái tâm của mình nó được rỗng rang, cái tâm của mình nó được hiếu thảo, nhẫn nhịn, thân mến, cái tâm của mình nó được an hòa. Rồi mình cư xử với hàng xóm, với xóm làng, mình mang là cái màu áo là một cư sĩ, một người Phật tử. Mà nếu mà chúng ta có một cái tâm hồn thánh thiện như vậy, thì chúng ta là những con người đang trên con đường hoằng pháp, chứ không phải là chỉ có quý thầy mới hoằng pháp, mà chính Phật tử đã hỗ trợ trong sự nghiệp hoằng pháp và giúp cho cái chánh pháp được trường tồn. Ở đây chúng tôi nói, chúng tôi không có cấm quý vị ở nhà sử dụng chuông mõ. Nếu một cái gia cảnh của mình mà được trang nghiêm thanh tịnh, thì chúng ta dùng mõ chuông tụng kinh cũng tốt thôi, chứ đâu có sao đâu thưa quý vị. Mà nếu mà cái điều kiện, cái nhà của chúng ta chật hẹp, cái khuôn viên của chúng ta nó chật hẹp, xóm làng nó không được trang nghiêm, mà cái lời kinh tiếng kệ, lời chuông, lời mõ của mình nó trở thành một cái sự chướng ngại, thì chúng ta không nên dùng đến chuông mõ, mà phải thể hiện lại cái đạo hạnh của mình, cái thể hiện lại cái giới đức của mình, thể hiện cái sự định tâm của mình và cái tuệ giác của mình đối với xóm làng, thì chúng ta chính thức là một người con Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như đại đức giảng sư vừa trình bày, thì khi tụng kinh thường sử dụng chuông mõ là để giúp cho việc tụng niệm được nhịp nhàng, đều đặn, không lộn xộn.
như thế thì được trang nghiêm. Và điều quan trọng nhất là giúp cho việc cảnh tỉnh được tâm trí người tụng niệm khỏi bị hôn trầm, khỏi bị rối trí loạn tâm, từ đó chuyên chú vào lời kinh tiếng Pháp hơn. Chính vì sự lợi lạc như thế mà không phải chỉ ở chùa mới được sử dụng chuông mõ. Nếu là Phật tử tại gia thì tùy duyên, nếu có điều kiện chúng ta sử dụng chuông mõ trong lúc tụng kinh thì cũng được, không sao. Còn bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử mới thực tập Phật Pháp, nhưng khi tụng kinh, niệm Phật, tâm con thường tán loạn, vọng tưởng hoặc hôn trầm. Xin quý thầy chỉ dạy cho con phương pháp đối trị những tình huống nêu trên để con có được công phu ngày một tiến bộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư tiếp tục giải bài. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn vị Phật tử nào đó nêu lên một câu hỏi rất hay, và tôi cũng vô cùng tán thán vị Phật tử đó. Trong kinh Không Cấu Nhiễm, Đức Phật dạy rằng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói có hạng người gọi là hạng người ưu thắng, và có hạng người gọi là hạng người hạ liệt. Hạng người như thế nào gọi là hạ liệt? Hạng người tự tâm mình có cấu uế, tự tâm mình có vọng tưởng, nhưng mà không như thật tuệ tri, là tự tâm mình có cấu uế và tự tâm mình có vọng tưởng. Đó là hạng người hạ liệt. Còn hạng người ưu thắng là sao? Tự tâm mình có cấu uế, tự tâm mình có phiền não, tự tâm mình có trào cử, hôn trầm, nhưng mà mình như thật tuệ tri rằng mình có vọng tưởng, có phiền não, có hôn trầm chi phối, thì người đó gọi là hạng người ưu thắng. Thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới hỏi lại, tại sao mà tâm có bị vọng tưởng, tâm bị phiền não mà tại sao gọi là ưu thắng? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời, vì họ là ưu thắng bởi vì họ có cấu uế, họ có phiền não, họ có vọng tưởng, nhưng mà họ như thật tuệ trí rằng mình có vọng tưởng, có phiền não. Bởi vì giống như cái bát bằng đồng đem quăng vào trong xó, nó dơ mà nó không có được dọn rửa sạch sẽ, một thời gian cái bát đó nó sẽ bỏ đi. Còn một con người ưu thắng á, cũng ví như một cái bát bằng đồng mà nó bị đầy cấu uế, dính đầy bụi bặm, nhưng mà người đó biết rằng cái bát này bị dơ, cho nên người đó sẽ nỗ lực, sẽ tinh tấn và chùi cái bát đó cho sạch, thì người đó có cơ hội là được thanh tịnh. Cũng như vậy, cái người có cấu uế, cái người có phiền não, mình biết, mình tuệ tri rằng mình có phiền não, mình có cấu uế, thì mình mới khởi lên nỗ lực. Cũng giống như cái vị Phật tử hồi nãy đó, tự tâm mình cảm thấy có cấu uế, có phiền não, thì mình mới đi hỏi cái cách nào đó để diệt trừ phiền não. Cho nên hồi xưa các cái vị thánh đệ tử của Phật, chứ không phải bây giờ đâu thưa quý vị, mỗi khi mà phiền não khởi lên, các vị đi khoe, đi nói cùng hết, tôi đã bị phiền não, tôi đã bị chi phối như thế này, như thế kia. Như tôn giả A Na Luật đó thưa quý vị, tôn giả A Na Luật là cái người mà chứng thiên nhãn thông, thấy tam thiên đại tiên thế giới như trong cái quả táo nắm trong bàn tay. Nhưng mà nghiệt cái nỗi là Ngài vẫn thấy rằng cái cấu uế nó vẫn còn ở trong tâm của mình, lâu lâu nó khởi lên. Đã chứng thiên nhãn thông rồi mà cấu uế vẫn còn đó thưa quý vị. Thì ông mới cảm thấy rằng bởi vì sao mà thiên nhãn có rồi mà sao vẫn còn lậu hoặc? Đó là vì cái lậu tận thông vẫn chưa chứng được, nghĩa là cái lậu hoặc vẫn còn. Thì Ngài mới đi hỏi cùng hết, đi người này hỏi sao mà tôi đã
thấy tam thiên đại thiên thế giới như như nắm trong lòng bàn tay, mà tại sao lậu hoặc cấu ế vẫn còn? Thì lúc hỏi người nào cũng không trả lời được, thì tôn giả A Na Luật mới tới gặp ngài Xá Lợi Phất, là một vị trí tuệ bậc nhất của trong thập đại đệ tử của Phật thời bấy giờ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, cái mà thấy tam thiên đại thiên thế giới của ông đó là cái ngã của ông đó, mà cái ông không biết ông diệt cái ngã đó là chính là cái vô minh của ông đó. Còn cái mà ông không lo ông trừ diệt mà ông đi hỏi lung tung hết, đó là cái trạo cử của ông đó. Quý vị thấy cao siêu không? Thì chính vì vậy mà khi ngài tôn giả A Na Luật biết được là tất cả những cái phiền não đó nó rơi rụng, và thực sự là một người đã đến được vả vị A-la-hán. Thì ở đây một Phật tử muốn hỏi như vậy thì không riêng gì những người ưu thắng, đều khao khát, đều tự hỏi như vậy. Thì cái phương pháp mà để đối trị thì ở trong Kinh Trung Bộ Đức Phật cũng đã dạy được cái phương pháp đối trị. Khi mà một cái phiền não nổi lên, khi mà chúng ta ngồi thiền, ngồi niệm Phật, chúng ta ngồi tụng kinh mà cái phiền não nó nổi lên thì chúng ta làm gì? Thì khi mà cái phiền não nổi lên thì chúng ta, cái phương pháp thứ nhất Đức Phật dạy như thế này, thì chúng ta hãy tác ý một cái tướng thiện nào đó để mà nó đánh bật cái phiền não đó ra, cũng giống như cái niêm của người thợ mộc đó mà. Người ta đục, người ta đưa vô thì cái niêm cũ nó sẽ bật ra và cái niêm mới nó được, nó lấp lại. Thì khi mà chúng ta phiền não nổi lên thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta niệm Phật, đem cái hình tượng của Phật, đem cái danh hiệu Phật trở thành một cái niêm đánh bật cái phiền não đó ra. Quý vị làm được không? Khi mà niệm Phật để dùng một cái niêm để đánh bật cái phiền não đó ra mà nó không được thì mình phải làm gì? Cái phương pháp thứ hai, mình phải tuệ tri rằng cái phiền não, cái vọng tưởng, cái hôn trầm, cái thì miên đó là những cái bất thiện pháp. Thì cũng giống như một con người mà đang đẹp đẽ tuổi thanh xuân mà quàng trên mình một cái xác của một con rắn chết 5 ngày, 7 ngày bị hôi thối. Quàng trên người mình một con chó chết, chết 7 ngày, 7 đêm hôi thối. Thì người đó sẽ từ chối, sẽ không bao giờ mang cho mình cái xác chó hoặc xác rắn đó. Cũng như vậy, với một con người mình sẽ nhận định rằng cấu ế đó, phiền não đó là sẽ làm cho hôi thối cái tâm của mình. Và nhận chân như vậy, khi mà nhận chân như vậy, phiền não rơi rụng thì đem con niệm Phật đi vô danh hiệu, vẫn tiếp tục thường niệm. Như vậy không phải rằng quý vị nói rằng tại sao cái tâm mà nghĩ như vậy mà tại sao niệm Phật được. Thường thường là tâm nó chỉ lưu sức chỉ một phía mà thôi. Nhưng mà quý vị, có lẽ quý vị đã kinh nghiệm chưa, khi mà chúng ta niệm Phật từ trong tâm, cái định đó nó vẫn mang ở trong người, và cái sự biểu hiện đó nó vẫn có hai tướng như thường, chứ không phải là chúng ta nghĩ cái này mà không nghĩ cái kia được đâu, thưa quý vị. Do đó mà cái niệm Phật là giống như nó bàn bạc, nó là hơi thở của mình, nó là cái thức ăn của mình, nó là nguồn gốc của mình. Do đó mà mình làm tất cả cái việc gì nó lưu sức đều được hết. Quý vị phải thuần thục rồi cái giá trị niệm Phật nó mới đem lại cho mình một cách hữu ích. Thì khi mà một con người làm như vậy mà không được thì vì sao? Cũng đã quán tưởng cái vọng tưởng đó như là cái vật bất tịnh, như là cái cấu ế nó trói buộc tâm, nó không được. Thì quý vị phải làm theo cách thứ ba. Cách thứ ba Đức Phật dạy như thế này: khi mà cái phiền não nó nổi lên thì mình phải nhìn cái mức độ thô của nó. Ví dụ như cái phiền não nó lên mức độ như giận hờn nó khởi lên, thay vì một cái hành động thô tháo thì chúng ta sẽ co rút nó lại. Co rút nó lại thì thay vì nó chạy thì chúng ta hãy đi. Mà khi gì đi thì chúng ta lại
lại đứng. Khi đứng rồi chúng ta lại ngồi xuống. Khi ngồi xuống rồi chúng ta hãy nằm. Và khi nằm thì chúng ta hãy thiếp đi. Đó là tượng trưng cho cái phiền não rối buộc mà những người nghiệp quá nặng mà. Cho nên phiền não nó lớn lên thì chúng ta phải biết cách giảm tốc độ nó lại. Giảm từ từ cho đến mức độ nó hết thôi. Mà khi mà mình giảm tốc độ đó thì cũng phải lấy niệm Phật mà làm nền tảng. Lấy niệm Phật mà làm nền tảng. Chứ không có cái gì khác đâu thưa quý vị. Còn khi mà phiền não nó vẫn còn nổi lên thì mình làm sao? Thì lúc bây giờ chỉ còn một cái cách là ngồi kiết già, thẳng lưng, đưa lưỡi lên nắp họng và dùng tâm đánh bại tâm. Đức Phật dạy như vậy đó thưa quý vị. Đến mức độ là phải là tổng lực rồi. Thì lúc bây giờ mình ngồi kiết già, thẳng lưng, để niệm trước mặt, dán lưỡi trên nắp họng và niệm, dứt khoát niệm Phật. Thì lúc bây giờ một thời gian thì bắt đầu cái phiền não đó nó sẽ ra khỏi cái tâm của mình. Nếu mà không được nữa thì quý vị thấy sao? Là biết rằng cái nghiệp chướng mình nó dày quá thì phải sao? Phải gắng tu tập, phải gắng niệm Phật từ từ, rồi nó sẽ một ngày nào đó công thành quả mãn bái Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thời gian của chương trình có giới hạn, nhưng hy vọng sau phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư, quý Phật tử sẽ có cách hiểu, cách nhìn nhận đúng đắn về việc thờ Phật, cũng như trong quá trình tu tập của mình ngày một thăng tiến trên bước đường tu nhân học Phật. Còn giờ này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, có đôi lời nhận định trước khi chương trình khép lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Ngộ Chân Thành, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 14 lần này, chúng ta đã được Đại Đức Thích Trí Thường giải đáp một số thắc mắc xoay quanh vấn đề thờ Phật, chuông mỏ, cũng như là vấn đề đối trị lại vọng tưởng. Qua sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư, chúng tôi thấy về trước nhất là những ý nghĩa của việc thờ Phật và những vật phẩm cúng dường Đức Phật ở trên bàn thờ ý nghĩa như thế nào. Thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày cho chúng ta về cả hai mặt lý và sự. Khi chúng ta dâng cúng cho Đức Phật những thứ này, mình cũng phải thấy được cả sự lẫn lý. Sự là chúng ta cúng dường những vật phẩm này lên cho Đức Phật, nhưng lý thì chúng ta phải hiểu rằng khi mình cúng dường như vậy có ý nghĩa gì và để nhắc nhở mình thực hành những điều gì. Về thờ Phật thì tùy theo quý vị có nhân duyên với Phật nào, chúng ta thờ Phật đó. Như Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày, Phật nào cũng có đầy đủ các đức tính cao quý, cho nên thờ Phật nào cũng tốt. Tuy nhiên khi thờ, mình phải thiết trí cái bàn thờ như thế nào cho đẹp. Không nên ham thờ nhiều. Có vị muốn Đức Phật Di Đà cũng thờ, Thích Ca cũng thờ, Dược Sư cũng thờ, Di Lặc cũng thờ, Quan Âm cũng thờ, Địa Tạng cũng thờ. Thành ra cái bàn thờ của mình giống như là cái bàn trưng bày Đức Phật. Cho nên chúng ta thờ mình phải có thẩm mỹ nữa. Khi nhìn lên bàn thờ như thế nào đó
tự nhiên mình phát một cái lòng thanh tịnh, trang nghiêm. Nhiều vị chúng tôi biết các vị có tấm lòng đối với Đức Phật nhiều lắm, Phật nào cũng muốn thờ, Phật nào cũng thương hết á. Cho nên thờ rồi nhìn cái bàn thờ thành ra nó không có được trang nghiêm. Cho nên á, quý vị thấy ngày xưa các chùa thờ rất là nhiều Phật, càng về sau các chùa này thờ ít lại, làm sao cho trang nghiêm, thanh tịnh. Thì chúng ta cũng vậy, khi thờ thì mình thờ tượng hay là thờ hình gì, cái đó là tùy theo cái bàn thờ của mình. Bàn thờ của mình bố trí tượng được thì chúng ta bố trí tượng, còn nếu bàn thờ mình chật, mình thờ hình thì mình nên thờ hình, chứ không quan trọng gì vấn đề tượng hay là hình. Có nhiều người không biết nghe đâu nói ở nhà thờ tượng không được, không nên cái gì đó. Đây là cái quan niệm sai lầm. Chúng ta có quyền thờ tượng hoặc là thờ hình, tùy theo cái điều kiện cũng như là bàn thờ của mình có thể bài trí tượng hay là hình. Cũng có người thắc mắc khi mình mới thờ Phật như vậy có phải làm lễ an vị hay không? Thì theo chúng tôi nghĩ, nếu quý vị có điều kiện thỉnh được quý thầy về làm lễ an vị là điều tốt. Còn không có thì chúng ta thỉnh tượng Phật rồi mua trái cây, hoa, rồi dâng đèn, nước, cũng giống như là những cái thức mà vừa nãy quý vị hỏi. Chúng ta dâng lên Phật rồi mình thắp nhang khấn hôm nay là cái ngày gì đó, thì mình phát tâm để thờ Phật, mình mong được noi gương của Đức Phật. Cái vậy là chúng tôi nghĩ đủ rồi. Có những vị nói rằng là khi trong gia đình bàn thờ Phật và thờ ông bà, mình thờ chung như vậy có được hay không? Thì đúng ra là không được. Bàn thờ Phật riêng, bàn thờ ông bà phải riêng. Trường hợp nếu nhà mình chật không có chỗ thì quý vị có thể thiết bàn thờ Phật ở trên, rồi bàn thờ ông bà mình ở dưới. Đó là có thể tạm được như vậy. Chứ không nên bàn thờ Phật mà để hình ảnh của người thân mình hay là ông bà mình trên đó là không đúng. Còn những hình mà chúng ta đã lỡ thờ trước rồi thì bây giờ phải làm sao? Thì vừa nãy Đại Đức Giảng Sư nói thì mình có thể là hóa, có nghĩa là đốt, nếu mà là giấy. Còn tượng thì có thể là chúng ta đào một cái chỗ nào đó mình chôn. Thì những cái việc này chúng tôi nghĩ rằng hình như là Phật tử không ai dám làm, sợ giờ chôn cũng thần tài mai mốt cũng đi mất rồi không có tiền. Thì cái điều này chúng tôi thấy cũng là hơi khó đấy, bởi vì nhiều vì cái tâm lý nó không yên. Cho nên thì đề nghị mai mốt có quý vị nào mà có lỡ thờ thần tài, mẹ sanh mẹ đồ, rồi ông quan công, bữa nào mà không thờ nữa nó hỏi chùa của thầy Trí Thường ở đâu, đem đến nhờ thầy. Này quan hỷ ha. Nhờ thầy, thầy giúp giùm. Chứ còn theo chúng tôi nghĩ là cái tâm lý với Phật tử không ai dám làm. Nói vậy chứ nói là đem đi chôn hay là đem đi bỏ thì không ai dám đâu. Về vấn đề chuông mõ thì sử dụng chuông mõ là để khi tụng kinh cho được nhịp nhàng, và tiếng chuông lâu lâu điểm lên như vậy để tỉnh thức chúng ta, và cũng là để cho chúng ta biết rằng là cái bài kinh nó tới đâu, hoặc là một đoạn nào đó để mình dứt. Chẳng hạn khi mình niệm Đức Phật A Di Đà, mình chưa biết là phải dứt lúc nào, nhưng nghe tiếng chuông là mình biết là hết niệm Phật Di Đà, bắt đầu chuyển qua niệm Quan Thế Âm. Thì đối với tại gia đó, như Đại Đức Giảng Sư cũng đã nói, mình phải tùy duyên. Nếu chúng ta
sử dụng chuông mõ được là tốt, bởi vì giúp cho mình đọc kinh nó có tiếng mõ, tiếng chuông là nghe nó du dương, có thể dễ nhiếp tâm. Nhưng cái quan trọng ở đây đó là như chư tổ đã nói rằng kháng kinh giả minh Phật chi lý, có nghĩa là tụng kinh để làm gì? Để hiểu nghĩa lý ở trong kinh mà thực hành. Còn cái đó nó là chỉ là cái phương tiện thôi. Vấn đề thứ ba là trong lúc mà tụng kinh hay là tu tập, thường thì chúng ta hay bị vọng tưởng. Thì điều này là chắc chắn rằng phải có rồi. Chúng ta tu ai cũng muốn mình mau thành Phật, muốn mình mau dứt trừ được vọng tưởng, được đi vào định. Như một cái bài thơ của một vị tổ nào đó chúng tôi quên tên rồi, là đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Có nghĩa là chúng ta với Phật cái tánh giác cũng giống nhau. Phật cũng có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh. Thế nhưng mình lại khác Phật chỗ nào? Đa sanh tập khí thâm. Mình là nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng sâu dày, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp vọng tưởng điên đảo. Còn Đức Phật thì bây giờ đã sạch hết rồi. Cho nên á, mình với Phật giống nhau, nhưng mà cái tập khí của mình thì lại khác, mình là quá sâu dày. Phong đình ba thượng dũng, gió thì ngưng nhưng mà sóng thì nó chưa ngưng được. Quý vị có hiểu cái câu đó, ở ngoài biển đó, khi mà gió nó thổi đến thì sóng nó dâng lên, nhưng gió đi qua rồi sóng có ngưng không? Không ngưng. Nó còn phải gì? Từ từ cho nó hết cái chớn rồi nó mới dừng. Cho nên là phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Lý hiện có nghĩa là mình biết rằng là mình có đầy đủ Phật tánh rồi, nhưng mà cái vọng niệm của mình nó cứ vẫn còn nhiều lắm. Cho nên quý vị tu á, hôm nay quý vị hỏi câu hỏi đó là chúng tôi thấy quý vị có tiến bộ rồi. Có nghĩa là mình biết mình đang có vọng tưởng thì thôi cố gắng tu. Chứ còn nói rằng một giây một phút mà để chúng ta có thể đoạn trừ ngay thì khó lắm. Cái này đòi hỏi mình phải có một cái sự kiên trì, từ từ tu tập. Rồi một ngày nào đó cũng giống như mà sóng nó hết cái trớn rồi nó cũng sẽ dừng lại thôi. Quan trọng là chúng ta cố gắng kiên trì. Thì trong ba cái câu hỏi này chúng tôi thấy rất là cần thiết cho những người Phật tử, nhất là những vị sơ cơ, về vấn đề ý nghĩa thờ Phật, rồi tụng kinh, tu tập. Đã được Đại Đức Giảng Sư trình bày rất là rõ ràng. Trước khi dứt lời, xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học Phật Pháp. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức luôn được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Oh,
Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.